Những lý do mà nhân sự nghỉ việc xuất phát từ lỗi của nhà quản lý. Các bạn thân mến, chúng ta hay phàn nàn về việc tại sao nhân sự nghỉ việc. Đặc biệt là sáng mình vừa mới ký cái hợp đồng thử việc xong chưa kịp khô mực là chiều thuê bao quý khách vừa gọi đang phỏng vấn ở một công ty khác. Như vậy thì cái sai của nhân viên ấy sẽ là một cái chủ đề muôn thuở mà chúng ta hay bàn. Em nhân viên đấy nó tệ lắm, ý thức nó không tốt, vân vân là vân vân. Nhưng nó sẽ có những cái sai của người quản lý. Vậy thì khi mà mình làm quản trị và vận hành doanh nghiệp, ta quan tâm đến cái sai của ta trước. Sẽ có 3 cái vùng sai của nhà quản lý trong cái việc mà tại sao nhân viên lại nghỉ việc. Cái sai đầu tiên ấy là chúng ta chọn sai. Cái sai thứ hai là chúng ta dùng sai. Và cái sai thứ ba ấy là chúng ta đối đãi sai. Bây giờ mình sẽ bỏ qua cái thuật ngữ quá phức tạp của quản trị nhân sự mà chúng ta đi vào gốc rễ của mỗi một con người. Nó giống như là chúng ta chọn vợ, chọn chồng cũng thế. Mình vô tình mà chọn phải cô vợ mà ghê gớm là xong rồi. Mình vô tình dùng sai vợ mình cũng là xong rồi. Mình vô tình đối đãi sai thôi là nó cũng đủ chuyện lục đục rồi. Vậy thì với quan hệ của người làm chủ và cái người mà người ta đi đóng góp sức lao động cho mình thì nó cũng y hệt như vậy. Cái chọn sai này phản ánh cái phần ở tuyển dụng. Cái dùng sai này phản ánh vấn đề ở vận hành. Vận hành cộng với đào tạo. Xin phép cả nhà Tuấn viết nhanh một tí cho nên chữ nó không được đẹp ha. Cái đối đãi sai này nó nằm ở cái việc mà cơ chế lương cộng với thưởng mà Tuấn hay chia mọi người là L càng to thì là tinh thần càng mạnh, tức là lương mà càng cao thì tinh thần làm việc càng hưng phấn. Nhưng ngoài tất cả những cái này ra, nó còn cộng thêm một cái yếu tố nữa, nó trong cái phần đối đãi này, đó là cái văn hóa của công ty mình nó như thế nào. Vậy thì đây là ba cái gốc rễ xuất phát điểm của một người quản trị cần quan tâm. Làm sao để mình chọn cho nó đúng thì nó liên quan đến cái bộ concept tuyển dụng. Làm sao để mà mình dùng nó đúng thì liên quan đến công tác vận hành cộng với việc đào tạo. Và làm sao để mà mình đối đãi cho nó đúng thì liên quan đến cơ chế lương, thưởng và văn hóa vận hành doanh nghiệp. Nói chi tiết một chút nữa, trong video clip này có thể hơi dài một chút nhưng các bạn sẽ cố gắng nghe. Vậy thì những cái sai nào trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái này dẫn đến việc nhân sự người ta rất khó chịu và người ta không còn muốn cộng tác với mình nữa. Bây giờ mình sẽ đến với cái sai của từng thứ một ha. Bây giờ mình sẽ kiểm nghiệm 5 cái sai mà chúng ta dễ có thể gặp phải. Đầu tiên là sai trong tuyển dụng. Sai trong tuyển dụng thì có thể vướng vào 3 cái sai. Sai đầu tiên là thông báo tuyển dụng sai. Sai thứ hai là kênh tuyển dụng sai. Và sai thứ ba là bộ phỏng vấn chọn lọc nhân sự sai. Lý do dẫn đến việc sai 3 cái này là bạn không có một cái văn bản cốt lõi, đó là bản mô tả công việc. Cái bản mô tả công việc này Tuấn đã nói rất nhiều lần. Đây là một trong những cái thứ văn bản dù CEO hay là giám đốc nhân sự có ngại đến đâu đi chăng nữa bắt buộc các bạn phải xây dựng. Bởi vì trong bản mô tả công việc nó nêu rõ là vị trí nào, công việc phải làm là gì, yêu cầu chuyên môn năng lực đến đâu, cơ chế tính lương thưởng, trang thiết bị phụ cấp vân vân, tất tần tật mọi thứ sẽ quy định bởi một vị trí. Tức là một vị trí sẽ có một bản mô tả công việc và đó chính là chân dung tại vị trí làm việc đó. Và khi mà mình làm tuyển dụng, mình phải dựa vào bản mô tả công việc để mình làm. Nếu như thông báo tuyển dụng của các bạn sai thì các bạn sẽ không thể nào tìm được đúng cái người mà đang có nhu cầu vào làm. Nếu như kênh tuyển dụng sai thì thông báo tuyển dụng đúng nhưng mà sẽ không có thu được cái CV chất lượng. Nếu như mà việc phỏng vấn chọn lọc nó bị sai thì bạn sẽ bị lọt những người kém chất lượng ngay từ đầu. Phần thứ hai là sai trong vận hành. Trong yếu tố vận hành thì lại có hai cái sai. Cái sai đầu tiên là liên quan đến kỹ năng giao việc và nhận việc. Nhiều khi là mình giao việc cho nhân viên áp lực quá hoặc là khó hiểu quá, người ta chán, người ta cũng nghỉ. Và cái sai thứ hai là mình không có thiết lập được quy trình làm việc. Giả sử mình giao cho họ một việc thì họ cần phải biết là tôi làm việc đó kết quả là gì, làm theo những bước nào và nghiệm thu ra sao, mình không có cái đó. Cái sai trong đào tạo. Thông thường hoạt động đào tạo công ty của bạn nó sẽ có 3 loại. Đào tạo hội nhập, tức là để cho người ta hiểu doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp nào. Đào tạo thứ hai là đào tạo về mặt thường kỳ, tức là cập nhật những cái kiến thức thường kỳ. Và cái đào tạo thứ ba là đào tạo quan trọng nhất, đào tạo để cập nhật được đủ kiến thức để làm tốt các việc ở vị trí đó. Vậy thì để có thể đào tạo tốt được thì hệ thống liên quan đến báo cáo cá nhân nó phải vững. Báo cáo cá nhân tức là gì? Trong cái hành trình làm việc của nhân viên ấy, từ cái điểm xuất phát đến cái điểm đích nó sẽ đi qua những giai đoạn nào. Và nếu như mà trong quá trình từ xuất phát đến đích nhân viên bị yếu ở cái giai đoạn số 2 chẳng hạn thì mình chỉ đào tạo cho họ trong vùng số 2 thôi. Và nếu như mình không có cái báo cáo tốt thì mình đào tạo tất thì nhân viên nản quá, họ cũng nghỉ. Cái sai thứ tư đó là sai trong cơ chế. Phần này là một phần đặc biệt quan trọng và quan trọng nhất. Các bạn rất là muốn set up một cái công thức tính lương, nó có lương cơ bản, lương KPI và lương doanh số chiết khấu.
Nhưng mà vô tình trong quá trình mà mình set up lương ấy, nó lại bị mất công bằng giữa người này và người kia. Hoặc là người làm nhiều nhưng mà người ta không được hưởng theo công sức của người ta bỏ ra. Và các bạn luôn luôn có cái tình trạng là nhân sự có biểu hiện muốn tăng lương. Nếu không tăng lương cho họ thì họ sẽ nghỉ. Và các bạn thân mến, nhiều bạn hỏi Tuấn rằng là làm sao để mà ứng xử trong trường hợp nhân sự muốn tăng lương. Thì trong những doanh nghiệp vận hành và quản trị bài bản, nó không có cái khái niệm là muốn tăng lương và cao hay thấp. Mà cơ chế này nó phải set up auto. Tức là khi mà bạn làm tốt, công việc tốt thì lương nó tự tăng. Còn khi bạn làm không tốt, làm tệ thì lương nó tự giảm. Thì cái phần này Tuấn sẽ chia sẻ sâu sau. Và cái sai cuối cùng đó là sai trong văn hóa. Ở đây có hai loại văn hóa. Đó là văn hóa vận hành doanh nghiệp, tức là văn hóa doanh nghiệp của mình, và văn hóa cá nhân của người vào làm. Nếu hai cái này nó lệch với nhau thì vô tình mình chỉ trùng khớp đúng cái đoạn đầu tiên thôi, khi hai bên còn kỹ năng chơi với nhau thôi, còn chắc chắn đi đường dài là nó sẽ bị xung đột. Vậy thì các bạn phải kiểm định cái văn hóa của người lao động và văn hóa của mình xem nó có khớp nhau hay không ngay từ đầu. Như vậy sau 10 phút Tuấn chia sẻ thì các bạn sẽ chủ động rà soát lại xem mình đang vướng ở khâu chọn sai, vướng ở khâu dùng sai hay vướng ở khâu đối đãi sai. Và tương ứng với nó là các bộ kiến thức liên quan đến nhân sự. Tức là mình đang gặp khó khăn trong tuyển dụng, vận hành, đào tạo, cơ chế hay văn hóa. Tuấn tin được rằng là nếu như bạn rà soát theo các đề mục này thì mình sẽ tìm ra được vấn đề, nguyên nhân và đưa ra giải pháp giúp cho giảm cái tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên xuống. Nếu như bạn đang chưa chắc về các kiến thức liên quan đến quản trị nhân sự khi bạn ngồi ở vị trí CEO thì các bạn có thể tham khảo cái chương trình của Tuấn vào tối ngày 25 và 26 sắp tới để chia sẻ chuyên sâu về quản trị nhân sự trên vai trò của CEO doanh nghiệp SME. Các bạn thân mến, có một thông điệp nữa Tuấn muốn gửi gắm. Khi Tuấn xây dựng cái kênh này lên thì sẽ có rất nhiều video clip dài liên quan đến kiến thức quản trị và vận hành doanh nghiệp. Nếu như các bạn có điều kiện muốn học chuyên sâu hơn thì các bạn có thể gặp Tuấn ở trên Zoom. Còn nếu không có điều kiện, chưa sẵn sàng thì các bạn có thể theo dõi các video clip ở trên kênh. Hẹn gặp lại cả nhà.